Ê, gọi muốn học tiếng Anh đi Mỹ không vậy? Ủa? Thế giờ chị gọi mấy câu tiếng Anh bình thường đời sống nhé. À. Giờ đầu tiên là xin chào là gì vậy? Chào lẻ luôn. Tạm Được biệt là gì? Được được, tạm biệt là gì? không? Tạm biệt là vĩnh biệt. Tạm biệt là goodbye này, goodbye. Goodbye. Nè, good Goodbye. bye, đúng rồi, goodbye. Goodbye. Chứ vĩnh biệt cũng được rồi, đúng không? Rồi rồi rồi. Rồi cảm ơn là gì? Ok. Không, ok là đồng ý rồi. Ok À. đồng ý. Cảm ơn là thank you. Anh kêu à đúng rồi, À thank đúng you, rồi, đúng thank rồi. you. Tiếp tục nha. Thank you. Rồi tôi đói. Tao đói. Tiếng Anh nói sao vậy? Không hiểu được. Tôi đó là Tao nè, đói cần ăn. đúng rồi, I'm I'm hungry. hungry. Rồi đúng rồi, I'm hungry I'm hungry. là tôi đói. Thôi rồi tập 1 rồi ha.